Điện mặt trời Sotola xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái bộ combo tổng trị giá là 13 triệu 200 nghìn đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhớ giúp nha, bộ combo này là 13 triệu 200 nghìn đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc. Thì trong video em sẽ giới thiệu lần lượt đến anh em nó bao gồm những cái gì anh em nhé. Đấy, trước tiên là anh em sẽ xem chiếc biến tần 3kVA. Đây, chiếc biến tần 3kVA. Đây là cái bộ phụ, đây là cái phụ kiện của nó đi kèm theo. Đấy. Trong video thì em sẽ nói cụ thể bao gồm những cái gì nhá. Đấy. Đây là chiếc biến tần Saco. Có công suất là 3kVA, công suất thực là 2400W. Nếu như bác nào mà mua riêng cái chiếc biến tần Saco này thì là 6 triệu anh em nhá, 6 triệu. Đấy. Thì để mà sử dụng một chiếc biến tần này thì anh em mà đầu tư ra cái tấm pin to. Đấy, đầu tư ra một cái tấm pin to thì rất là tốn kém. Đấy, ví dụ như cái tấm này này, tấm to này này, là anh em phải đầu tư khoảng 4 tấm. Đấy, thì mới chạy được chiếc biến tần đó. Đấy, thay vì chạy tấm to thì ở bên đằng này em đã chuẩn bị sẵn là 4 tấm. Ở đây em tượng trưng là một tấm nhá, nhưng mà bao gồm là 4 tấm có công suất là 200W. 4 tấm là có công suất là 200W. Và anh em sẽ quan sát cho em cái điện áp. Đấy, tấm pin này có công suất là 200W này. Điện áp làm việc là 41,04V. Công suất làm việc là 4,88A. Đấy. Và cái điện áp hở mạch là 49,2V. Điện áp công suất danh định là 5,2A. Đấy, như vậy là cái tấm pin này thì cái điện áp của nó là áp cao. Cho nên là anh em mà sử dụng 4 cái tấm này thì sẽ chạy được cái chiếc biến tần như này. Đấy. Đấy, thay vì anh em mua 4 tấm to thì anh em sử dụng 4 tấm nhỏ, chạy rất hiệu quả. Tầm 800W pin thì anh em chạy tương đối là nhiều đấy. Ở đây thì anh em có thể nhìn về cái thông số kỹ thuật của chiếc biến tần. Đây, cái chiếc biến tần này thì giải điện áp vào là từ 120V đến 430V. Đã như vậy 4 tấm thì nó rơi vào khoảng hơn 160W. Đấy, thì ví dụ anh em mà sử dụng 4 cái tấm to như thế này thì nhiều anh em không đủ tiền để đầu tư. Đấy, cho nên anh em sử dụng cái tấm 200W điện áp cao 41V thì rất là phù hợp. Đấy, ở đây giải điện áp vào 120 đến 430 VDC. Đấy, thì anh em chơi cái hệ 4 tấm đó thì quá tuyệt vời luôn. 800W pin không phải là ít, tương đối nhiều đấy anh em ạ, ra rất nhiều điện. Đây, công suất thực là 2400W. 2400W, con này là con 3kVA, công suất thực là 2400W với cái hệ lưu trữ là 24V 115A. Với chiếc biến tần này nó cho ra sóng xin chuẩn tần số 50/60Hz. Đấy, và hỗ trợ pin lưu trữ, hỗ trợ pin mặt trời lên tới 3000W anh em nhé. Hỗ trợ pin mặt trời lên tới 3000W. Đấy. Thì nhiều anh em không có tiền để đầu tư cái tấm to thì anh em sẽ chơi cái tấm nhỏ này thì giá của nó rất là phù hợp. Đấy. Đặc biệt lưu ý là cái điện áp hở mạch mắc của nó là 450 VDC. Đấy, ví dụ như cái tấm 200 kia thì anh em có thể mắc được 10 tấm. Mắc được 10 tấm hoặc 11 tấm, ok.
Đấy. Nếu như nhắm mắt song song thì có thể cao hơn. Đây là chiếc biến tần Saco, một trong những thương hiệu mới nổi. Thì trong một video gần nhất thì em sẽ giới thiệu đến các bác ở cái nội thất của nó. Đây thì phụ kiện đi kèm là 4 bộ để lắp 4 cái tấm pin lên mái tôn và 10 mét dây điện đôi. 10 mét dây điện đôi. Đấy, như vậy là tổng combo bao gồm 4 tấm pin mặt trời có công suất là 200W, điện áp 41V. Đấy, một biến tần Saco có công suất là 3 kVA, công suất thực 2400W. 4 bộ phụ kiện lắp pin mặt trời và 10 mét dây điện đôi anh em nhé. Đấy, tổng combo này là 13.200.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đấy, thì ở những nơi mà các bác mà không có điện ấy, các bác dùng cái loại này thì chạy phù hợp hơn là anh em mua máy phát nhé. Thì về cách kết nối thì rất đơn giản thôi. Đấy, pin mặt trời anh em mắc nối tiếp 4 tấm mắc nối tiếp, anh em sẽ kết nối vào phần PV cộng và PV trừ. Đấy, PV ký hiệu là pin mặt trời, thì anh em sẽ kết nối vào đây. Còn đây là hệ lưu trữ là 24V này. Đấy, hệ lưu trữ 24V. Thì anh em có thể sử dụng pin lithium hoặc pin bình ắc quy viễn thông, hoặc anh em mà không có tiền thì anh em có thể chơi bình nước anh em nhé. Đấy, nhưng mà để mà chơi bền thì anh em cố gắng mà đầu tư được pin lithium ấy, thì nó sẽ tuổi thọ của nó rất là cao. Đấy, không có thì anh em sẽ phải chơi bình viễn thông, bình nước hoặc bình khô kín khí. Ở đây anh em nhìn này, cái cổng này AC output là nơi để anh em sẽ lấy điện ra và sử dụng các thiết bị điện gia đình. Đấy, còn cổng AC input này, nếu như anh em có điện lưới thì anh em sẽ đấu từ đồng hồ đi vào hai cổng này, và cổng ngoài là cổng tiếp điện. Và trong trường hợp anh em không có điện lưới thì anh em bỏ qua cái nối lưới vào anh em nhé, anh em sẽ bỏ qua cái phần nối lưới. Đấy, thì ở đây nó có tiếp địa này, anh em sẽ về anh em sẽ tiếp địa xuống đất. Đấy, dùng chiếc biến tần này rất là phù hợp, anh em có thể sử dụng một điều hòa, tivi, tủ lạnh, quạt, thắp sáng, máy giặt, máy bơm. Đấy, rất là phù hợp với một cái hệ combo nhỏ như thế này nhưng mà sử dụng được rất nhiều việc anh em nhé. Em đã để lại cái số điện thoại ở trên màn hình, các bác mua hàng thì liên hệ với em. Nếu các bác không điện được thì các bác nhắn tin Zalo cho em rảnh em sẽ trả lời cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.